Đây là chiếc 15 Pro cần được thay pin ngay lập tức. Máy chỉ mới sử dụng được khoảng 8 tháng và nhìn hình thức của con máy này thì còn rất là mới, nhưng hiện tại tình trạng pin chỉ còn 76%. Mình không biết là anh ấy đã sử dụng thế nào mà pin có thể chai nhanh đến như vậy. Anh em cùng xem quá trình thay pin của con iPhone 15 Pro xem nó sẽ như thế nào nhé. Vậy là đã thay xong và đã được kiểm tra ổn định. Follow kênh Hoàng Kiên để xem thật nhiều video hay về iPhone nhé.